Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Phi bạo lực, chủ nghĩa ăn thực vật và tâm linh, tên khác Ahimsa, ăn chay cho tâm thân an lạc, nhiều tác giả. Nhà sách Phương Nam phát hành, dịch giả Nguyễn Trần Quyết và Huỳnh Trần Nhật Vi. Phi bạo lực, chủ nghĩa ăn thực vật. Tất cả những người làm những việc xúi dục, cắt, giết, buôn bán, chuẩn bị, cúng, hiến, ăn, họ đều là kẻ sát nhân, Sri Krishna. Vì sợ gây khiếp sợ cho những sinh vật sống, hãy để Phật tánh trong mỗi người tự kỷ luật bản thân mình để đạt được lòng từ bi, kiềm chế ăn thịt động vật. Đức Phật Thích Ca. Những miếng thịt từ những động vật bị giết chết trong cơ thể người rồi sẽ trở thành nấm mồ chôn của chính con người. Đây là lời nói rất chân thật của tôi. Ai giết ai là giết chính mình, và những ai ăn thịt của những động vật bị giết chết nghĩa là ăn xác chết. Chúa Giê-xu. Thượng đế không chấp nhận những vật hiến tế bằng thịt hoặc bằng máu mà bạn dâng cho Ngài. Điều duy nhất mà Ngài mong mỏi là sự tin tưởng của bạn. Kinh Koran. Phi bạo lực có nghĩa là quý trọng cuộc sống. Điều đó chính là sự từ bi và việc phục vụ cho tất cả muôn loài. Tôi từ bỏ sự thù oán và tìm kiếm sự tha thứ từ muôn loài. Hãy để muôn loài tha thứ cho tôi và bỏ qua hết mọi thù oán. Tôi mang tình bạn đến cho tất cả và không thù oán bất kỳ điều gì. Đức Mahavir. Mahatma Gandhi. Phi bạo lực từ lòng dũng cảm. Con người nên làm những gì mỗi ngày để dũng cảm thực hiện được sự phi bạo lực một cách cơ bản nhất. Điều cơ bản nhất cho một cá nhân mong muốn thể hiện được lòng dũng cảm cho việc phi bạo lực là phải loại bỏ những suy nghĩ hèn nhát và luôn luôn tỉnh thức để chỉnh đốn mọi hành động của mình trong tất cả các hoạt động lớn nhỏ. Vậy, một người phải quên đi việc tức giận do ông chủ mang lại. Anh ta phải sẵn sàng buông bỏ và thậm chí phải biết ơn điều đó. Khi buông bỏ mọi thứ, nếu anh ta không còn cảm giác bị ảnh hưởng bởi ông chủ, anh ta đang thực hành lòng dũng cảm của phi bạo lực. Giả sử rằng, có một kẻ đang hăm dọa tấn công con trai tôi và tôi có thể lại chuẩn bị trở thành một kẻ tấn công người khác. Nhưng nếu tôi làm giảm cơn giận của anh ấy bằng sự tôn trọng đối với nhân phẩm và không hề có bất kỳ ý xấu nào, tôi đã cho thấy sự phi bạo lực từ lòng dũng cảm. Những trường hợp như vậy luôn xảy ra rất nhiều mỗi ngày. Nếu tôi thành công trong việc kiềm chế cơn giận mỗi lần như vậy và bỏ qua một cách đơn giản, tôi sẽ phát triển sự dũng cảm cho việc phi bạo lực. Một điều không bao giờ sai đối với tôi và sẽ giúp tôi giảm đi bớt những kẻ thù. Chủ nghĩa ăn thực vật. Một sự thật hiển nhiên rằng, con người không thể sống thiếu không khí, nước và thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể. Có thể nói rằng thức ăn là cuộc sống. Các nghiên cứu về giải phẫu học và vật lý học đều chỉ ra một cách mạnh mẽ rằng thức ăn của con người phải là thực vật. Hàm răng, bao tử, hệ thống ruột, tất cả đều chứng minh rằng tạo hóa tạo ra con người chỉ để ăn thực vật. Chế độ ăn thực vật, một bữa ăn thực vật bên cạnh ngũ cốc, đậu, rễ cây, khoai và rau, còn có trái cây, cả tươi và khô. Trái cây khô bao gồm quả hạnh nhân, hồ trăng, quả hạch, quả óc chó. Tôi luôn luôn yêu thích một chế độ ăn thực vật hoàn toàn. Nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy, để có một cơ thể cân đối hoàn hảo, một chế độ ăn thực vật nên có thêm sữa và các sản phẩm từ sữa như bơ, sữa đông. Rau và trái cây sẽ là sự ưu tiên thứ ba trong danh sách các loại thực phẩm. Trong các loại rau củ quả, rau lá nên được ăn mỗi ngày. Một ít rau sống được khuyến khích trong mỗi bữa ăn. Với trái cây, chế độ ăn của chúng ta nên bao gồm các loại trái cây theo mùa. Thời gian tốt nhất để sử dụng trái cây là vào buổi sáng.
một bữa sáng tuyệt vời bao gồm sữa và trái cây. Những ai có thói quen ăn trưa sớm thường chỉ dùng bữa sáng bằng trái cây. Chuối là một loại trái cây tốt. Nó chứa nhiều tinh bột nên có thể thay thế được bánh mì. Sữa và chuối là một món tuyệt ngon. Ramana Maharshi, thức ăn tinh khiết cho sự khai sáng tâm linh. Một chế độ ăn uống với thức ăn tinh khiết, số lượng vừa phải là cách tốt nhất để mang lại một tâm trí tinh khiết, một nền tảng để giúp con người trong việc nhận ra bản thân. Việc nhìn ăn phải bắt đầu từ tâm trí trước bằng cách dừng cái suy nghĩ lại. Chỉ nhìn ăn đơn thuần có thể không tốt. Điều này sẽ làm cho tâm trí mệt mỏi. Sự khai sáng tâm linh sẽ đến với một chế độ ăn đúng quy tắc. Không nên ngủ quá nhiều, không nên ăn quá nhiều. Thức ăn ảnh hưởng đến tâm trí với bất kỳ hình thức thực hành tâm linh nào. Việc ăn thực vật là tuyệt đối cần thiết vì điều này làm cho tâm trí được thanh khiết và êm dịu. Chất lượng của thức ăn sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Tâm trí cũng mong muốn được cung cấp thức ăn. Đây cũng là một hoạt động của tâm trí. Sự thật là tâm trí được huấn luyện để nghĩ về những đồ ăn ngon miệng và tốt lành. Ahimsa, phi bạo lực, là quy tắc đầu tiên trong lối sống của một yogi. Ăn thức ăn tinh khiết một cách vừa phải. Osho, động vật là anh chị em của chúng ta, cho rằng việc giết chết động vật để ăn là một suy nghĩ không đẹp đẽ. Tôi không quan tâm đến việc động vật bị giết, bởi vì nếu con vật đó cần thiết phải sống, nó sẽ không bao giờ bị giết. Và cho dù không cần thiết phải sống, việc bạn có giết nó hay không không quan trọng, nó cũng sẽ chết. Vì vậy không liên quan, đó không phải là điều làm tôi bận tâm. Câu hỏi không nằm ở chỗ bạn giết động vật để ăn là tốt hay không tốt, không phải vậy. Câu hỏi là tại sao bạn lại phải giết thịt động vật chỉ để ăn, trong khi có thật nhiều thức ăn từ thực vật tuyệt vời sẵn có. Nếu không có thức ăn từ thực vật thì sẽ là một câu chuyện khác. Nhưng nếu sẵn có thức ăn, vậy tại sao? Tại sao phải hủy hoại một cơ thể? Và nếu bạn có thể giết một con vật thì tại sao bạn không thể trở thành một kẻ ăn thịt người? Có gì sai khi giết một con người? Thịt lấy từ cơ thể con người sẽ phù hợp hơn với bạn. Tại sao bạn lại không bắt đầu ăn thịt người đi? Động vật là những người anh chị em. Bởi vì con người bắt nguồn từ chúng. Chúng là gia đình của chúng ta. Giết một con người là giết một động vật tiến hóa. Giết một con vật là giết một con người chưa tiến hóa, nhưng đang tiến hóa. Chúng giống nhau. Cho dù bạn giết một đứa trẻ lớp 1, hay giết một thanh niên chuẩn bị tốt nghiệp đại học đều không khác nhau. Động vật đang tiến hóa thành con người và con người đã từng là động vật. Đó chính là câu hỏi của cái đẹp. Tại sao bạn không giết vợ mình và ăn thịt cô ấy? Vì cô ấy thật xinh đẹp và ngọt ngào. Tại sao bạn lại không thể ăn thịt mẹ mình? Tại sao bạn lại không thể ăn thịt chồng hoặc con cái mình? Thật ngon. Câu hỏi không phải của tôn giáo. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa, đó là câu hỏi của cái đẹp. Một con người đẹp đẽ sẽ nhìn một cuộc sống một cách đẹp đẽ. Nó sẽ không thể trở nên xấu xí và ác mộng. Có một câu chuyện về ngài St. Francis, rằng loài chim có thể đậu trên vai ngài và loài cá có thể nhảy lên mặt nước để nhìn thấy ngài. Ông ấy có một sự liên hệ thân thương với thế giới động vật. Ông ấy có thể nói với cây cối, với chị cá, với anh chim, với mặt trăng và cả mặt trời. Vera Stanley Ander, trở thành một người chỉ ăn trái cây. Trái cây thanh lọc và làm mới cơ thể. Một chế độ ăn trái cây không bao giờ làm già yếu cơ thể. Trái cây là thức ăn tự nhiên của con người. Trái cây có thể duy trì và thanh lọc cả tinh thần lẫn cơ thể con người. Phương pháp ăn mới này
hoàn toàn có thể thỏa mãn con người để tiếp tục thực hành. Cuộc sống của loài vật, hãy để chúng tự nhiên, chúng tự biết cách điều chỉnh. Động vật không bao giờ là con mồi của con người, chúng cũng biết sợ nguy hiểm và sợ bị trở thành con mồi của loài khác. Từ cây cối, con người có thể thỏa mãn mọi thứ, gỗ để xây dựng, vải cô tông, giấy, bột, cao su, thuốc, quần áo và tất cả những thức ăn cần thiết cho con người. Sống như vậy, con người sẽ giảm đi sự ngu dốt, bạo lực và chiếm hữu. Chiến tranh và bệnh tật sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta biết rằng Hitler là một người ăn thực vật, nhưng điều này lại không giúp gì được cho thế giới. Không, yêu cầu đầu tiên cho loài người là phải có mặt ở mọi sự việc diễn ra ở hiện tại và phải thực sự thành thật trên con đường tâm linh cho đến những giây phút cuối cùng. Có nghĩa là giữ vững các điều sau đây. Không được giết hại. Có nghĩa là không có chiến tranh và không ăn thịt cá. Hãy yêu mọi người như yêu chính bản thân bạn. Annie Besant, tác dụng của ăn thực vật. Cơ thể cần được thanh lọc, phát triển, hoàn thiện trên một nền tảng và phải được cấu thành từ những thành phần tốt nhất để có thể trở thành một công cụ hoàn hảo trên hành tinh vật lý, giúp con người đạt được những mong muốn cao cấp nhất. Những thứ giúp con người phát triển đúng hướng sẽ được khuyến khích, những thứ đi ngược lại sẽ bị loại trừ. Cơ thể vật lý của con người gắn liền gần nhất với cơ thể vi tế. Mỗi cơ thể là một phần mở rộng và là bản sao của cơ thể còn lại. Phần thô và dày đặc trong cơ thể vật lý phản ánh những điều kiện tương tự với những công cụ cao cấp hơn. Một người bình thường để cho cơ thể phát triển mà không quan tâm đến vật chất cấu thành nên nó, không quan tâm đến sự tự nhiên, chỉ quan tâm đến việc ngon miệng và thỏa mãn với nhu cầu của người đó. Ngay cả việc chúng có phù hợp hay không phù hợp, để tạo ra một nơi trú ngụ sạch sẽ và đẹp đẽ cho bản thân. Nếu chúng ta không quan tâm đến chế độ ăn vật lý, chúng ta xây dựng một cơ thể dày đặc, những hạt nặng nề không tinh khiết. Chúng ta sẽ hấp dẫn bản thân với những thực thể không tinh khiết tương tự, gọi là những thực thể vi tế dày đặc. Nói cách khác, nếu chúng ta xây dựng cơ thể bằng những vật chất tinh khiết, chúng ta sẽ hấp dẫn những thực thể vi tế tinh khiết tương tự. Khi chúng ta làm trong sạch cơ thể vật lý bằng thức ăn và đồ uống tinh khiết, bằng cách loại bỏ ra khỏi khẩu phần ăn, máu thịt của động vật, rượu và những thứ dơ bẩn, chúng ta cũng đã bắt đầu làm sạch công cụ vi tế và hấp thu từ thế giới vi tế thêm những vật chất tinh tế và tốt đẹp cho việc cấu thành nó. Tác dụng của việc này không chỉ quan trọng đối với cuộc sống trái đất ở hiện tại, mà còn ảnh hưởng đặc biệt đến trạng thái sau khi chết, điều kiện của chúng ta trong thế giới vi tế và cơ thể của chúng ta ở cuộc sống sau này trên trái đất. Cơ thể vi tế là một công cụ của cảm xúc và mong muốn. Như vậy, một người có cơ thể vi tế thô nặng sẽ chủ yếu tạo ra những cảm xúc và mong muốn thấp kém và tầm thường. Nói cách khác, một người có cơ thể vi tế nhẹ nhàng sẽ bao gồm các hạt có khả năng tạo ra sự rung động cho những cảm xúc và mong muốn cao cấp và đẹp đẽ. Nhiệm vụ của mỗi con người là phải phát triển tất cả những công cụ của mình lên càng cao càng tốt, để có thể trở thành những phương tiện hoàn hảo cho linh hồn. Tất cả những công cụ phải luôn luôn ở điều kiện hiệu quả cao nhất có thể. Chúng phải tinh khiết, sạch sẽ và hoàn toàn không dơ bẩn. Và đương nhiên, đó không thể nào là những thứ không cần thiết mà con người đang hấp thụ vào cơ thể vật lý của mình, như thịt động vật, chim chóc, bò sát hay thịt của các loại giáp xác, thân mềm hôi thối. Làm sao một cơ thể được tạo ra bởi những thứ này có thể trở nên nhạy cảm, cân bằng và hoàn toàn khỏe mạnh như một thanh thép được tôi luyện ở nhiệt độ cao cần thiết để có thể hoàn thành những công việc cao cấp. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt,
truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.